Xin chào mừng tất cả mọi người trở lại vòng bán kết đua ngựa Bắc Hà 2022. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với lượt thi đấu đầu tiên ở vòng bán kết. Như vậy là Lâm Văn Thiều, Giàng Xeo Vư và Vàng Văn Giang cũng như là Vàng Văn Nam cũng đã xuất phát rồi. Đang là cuộc cạnh tranh ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Ba vòng nữa. Đang dẫn đầu vẫn là 3:15. Giàng Xeo Vư đến từ Thải Gia Phố. Tiếp đó là 94 đang ở vị trí thứ hai. Như vậy là ở vị trí ban đầu thì chúng ta thấy là khoảng cách khá xa và cuộc cạnh tranh có lẽ là ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba thôi. Còn hai vòng nữa. Vẫn là 3:15 Giang Xeo Vư đến từ Thải Gia Phố. Và 94 đang ở vị trí thứ hai, 94 là Vàng Văn Nam. Ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai thì theo quan sát của chúng tôi có lẽ là còn phần 20 giây thôi. Còn một vòng nữa vẫn là 3:15. Thưa các bạn, vẫn là 3:15 Giàng Xeo Vư Thải Phố. Và chưa có gì thay đổi cả, 94 vẫn đang ở vị trí thứ hai là Vàng Văn Nam La Hối. Cũng như là một khoảng cách khá an toàn vị trí thứ nhất. Giang Xeo Vư Thải Phố khá an toàn. Đang ở vị trí thứ ba là Lâm Văn Thiều 332 của Tà Trải. Rất có thể có sự đổi ngôi giữa vị trí thứ ba và vị trí thứ tư. Và xin chúc mừng 3:15 Giang Xeo Vư. 94 cố lên. Vâng, 94 cũng đã can đích. Và như vậy là vị trí thứ 3, 21 và 332 cách nhau cũng không xa. Như vậy là lượt đua thứ nhất ở vòng bán kết cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ chờ ý kiến của tổ trọng tài. Lượt đua thứ hai Vàng Xeo Pháo Simacai số 336, Lâm Văn Thàng Tà Trải số 334, Vàng Văn Quyết Xã Na Hối số 102 và Vàng Văn Cường Simacai số 346. Ở lượt thi đấu thứ nhất, vận động viên về đích thứ nhất Giàng Xeo Vư sát tại thành phố 2:03:21. Về vị trí hai Vàng Văn Nam Xã Na Hối 2:08:21. Về thứ ba Vàng Văn Giang Xã Na Hối 2:10:46. Về thứ tư Lâm Văn Thiều Xã Tà Trải 2:11:22. Bốn vị trí của chúng ta xuất phát rất đẹp. Đang có sự chuẩn bị đổi ngôi giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Đang vào cua thứ hai. Còn ba vòng nữa. Đang dẫn đầu, thưa các bạn, đang dẫn đầu. Tốc độ quá nhanh. Vâng, đang là 336. Vâng, đang dẫn đầu là Vàng Văn Báo đến từ Simacai 336. Và 336 Vàng Văn Cường của Simacai. Đây là vị trí thứ hai. Và đã có cuộc đua song mã giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Tất nhiên là khoảng cách giữa vị trí thứ tư vị trí thứ nhất cũng cách nhau không xa, bởi vì còn hai lượt đua nữa. Đang dẫn đầu vẫn là 336 Vàng Văn Báo đến từ Simacai.
và 334 ở xã Tà Trải, đó là Lâm Văn Tàng đang ở vị trí thứ hai. Cũng như là 102 vẫn đang cạnh tranh ở vị trí thứ ba. Ở vị trí thứ ba và Vàng Văn Cường cũng đã cán đích bảng số 46. Như vậy là lượt thi đấu thứ hai rất kịch tính, lượt cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ chờ kết quả của vòng thứ hai. Lượt đua thứ ba ở vòng bán kết, Long Văn Ninh Simacai số 347, Vàng Xeo Chua bản phố số 339, Vàng Văn Thức Na Hối số 303 và Lâm Văn Sơn Na Hối số 98. Sau đây sẽ là kết quả của tổ trọng tài ở lượt thi đấu thứ hai. Ở lượt chạy thứ hai, vận động viên về đích thứ nhất Lâm Văn Hàng xã Tà Trải 2 phút 05 giây 16. Về thứ hai Vàng Văn Báo huyện Simacai 2 phút 10 giây 26. Về thứ ba Vàng Văn Quyết xã Na Hối 2 phút 12 giây 42. Về thứ tư Vàng Văn Cường huyện Simacai 2 phút 12 giây 87. Đến từ Simacai và tiếp đó là 339 đến từ bản phố Vàng Xeo Chua.
93 và 98 cố lên. Vâng, càng vào sâu trong giải chúng ta thấy rằng là chất lượng các cuộc đua càng cao và cũng làm hài lòng của khán giả chúng ta. Sau vài ngày thời gian cũng như những chặng đường dài, chúng ta càng chẳng có phải. Rất có thể Nông Văn Minh sẽ cán đích đầu tiên. Chắc chắn rồi, chúc mừng Nông Văn Minh 347 đến từ Simacai. Và vị trí thứ hai xin chúc mừng 339 Vàng Gia Chua đến từ Bản Phố. Và 303 của Nà Hối và Văn Thức cũng đã cán đích. Đương nhiên rồi, 98 cũng vừa cán đích xong ở vị trí thứ tư. Chúng ta sẽ chờ kết quả của tổ trọng tài. Lượt đua cuối cùng ở vòng bán kết, lượt đua thứ tư. Vàng Văn Huỳnh xã Nà Hối số 97, Sèn Văn Dương Nà Hối số 304, Tráng A Giờ Bát Sát số 325 và thưa các bạn, như vậy là lượt thi đấu thứ tư, vòng bán kết đã bắt đầu rồi. Đang có một cuộc đua tám má ở vị trí cua thứ nhất và đang chuẩn bị vào cua thứ hai để tiến tới khu vực khán đài A. Đang dẫn đầu 304, thưa các bạn là 304 Sèn Văn Dương Nà Hối và 325 Tráng A Giờ của Bát Sát đang ở vị trí thứ hai. Tất nhiên là khoảng cách không xa, gần như là cuộc đua tứ mã khoảng cách không xa. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư có lẽ là chừng 5 mét thôi. Thật là đẹp, những nước chảy bóng cua rất tuyệt vời. Đề nghị là đồng chí May cũng như là vẫn là cuộc đua tuyệt vời. 325 thưa các bạn là 325 Trắng Giờ cũng đã vượt lên rồi. Tất nhiên là chưa biết đâu được khoảng cách vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư không xa, cách nhau không xa. Những nước chạy rất đẹp, nhưng chung rồi chúng ta đang phi nước đại dưới sự điều khiển của các kỹ sĩ là những người nông dân thực sự thực thụ, hàng ngày thói quen với cái cày cái cuốc, với những mảnh nương và cái cánh đồng ruộng. Nhưng hôm nay họ ra để trình diễn phục vụ khán giả. Còn một vòng nữa, vẫn là 325 đang dẫn đầu, 325 dẫn đầu. Và tiếp đó là 304 Sèn Văn Dương đến từ Nà Hối Phạm Văn Huỳnh. Thưa các bạn là 325 là Tráng A Giờ Bát Sát vẫn đang dẫn đầu, đang bám sát quyết liệt là Phạm Văn Huỳnh số 97. Tạm thời thì vị trí thứ nhất đang cách xa vị trí thứ hai và vị trí thứ ba chừng khoảng 15 mét thôi. Đang chuẩn bị về đích. Số bao nhiêu đây? Xin chúc mừng 325 Tráng A Giờ đến từ huyện Bát Sát. Và tiếp đó là Vàng Văn Huỳnh 97 đến từ Nà Hối. Và tiếp theo là vị trí thứ ba là Sèn Văn Dương Nà Hối số 304. Và Lùng Văn Công Simacai cũng đã cán đích ở vị trí thứ tư. Tất nhiên là khoảng cách không xa. Và chúng ta sẽ chờ kết quả của tổ trọng tài lượt thi đấu thứ tư này. Và như chúng tôi vòng chung kết buổi sáng ngày hôm nay, Giàng Xeo Vư xã Thải Dọc Phố số 315, Tráng A Giờ Bát Sát số 325, Lâm Văn Thàng Tà Trải số 334 và Nông Văn Minh Simacai số 347. Alo, xin mời tổ trưởng tài thứ ba chúng ta cho các tài ngựa vào vị trí chuẩn bị của giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2022 ngày hôm nay với trị giá giải thưởng giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 40 triệu đồng, giải ba 30 triệu đồng và giải tư 10 triệu đồng. Đề nghị quý vị khán giả, các vận động viên và chủ đoàn hiện tại còn ở dưới sân, chúng ta không di chuyển nữa. Đề nghị tất cả các chủ đoàn vận động viên có con nhỏ chúng ta giữ các em lại, không để các em chạy nữa.
vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt, cách nhau chừng khoảng 2-3 mét thôi, 2-3 mét thôi, còn 3 vòng nữa mới được nửa vòng thôi. Đang dẫn đầu là số bao nhiêu đây? Vâng, 3:15. 3:15. Giang Xeo Vư đến từ Thải Lạc Phố và 3:34 Lâm Văn Thàng. Hà Tài cũng đang bám đuổi ở vị trí thứ hai. Đúng vị trí đảm bảo an toàn. Tất cả các khán giả chúng ta ký đang là những trọng đua cuối cùng rồi để đảm bảo an toàn. Vâng, vẫn là 3:15 và vượt lên rồi. 3:34 cho các bạn, 3:34 Lâm Văn Thàng, Tài Tài đang vượt lên rồi. Rất tuyệt vời. Vậy thì là có hai cặp ở hai vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, thứ tư. Khoảng cách giữa vị trí thứ tư và vị trí thứ nhất cũng không hề xa. Vâng, đây đương nhiên là lượt thi đấu chung kết, cho nên là tính cạnh tranh rất quyết liệt, rất quyết liệt. Còn 1 vòng nữa, có 3 vòng nữa, đường dài mới biết ngay. Gần như là một cuộc đua tứ mã rất rất trôi hộp. Vẫn là 3:34, vẫn là 3:34. Thưa các bạn, rất khó đoán, các bạn cũng như chúng tôi rất khó đoán. Này, người nào sẽ là nhà vô địch của năm nay đây? Vâng, lúc này thì đang ở khu vực khán đài B rồi. Vẫn là cuộc đua tám mã, cuộc đua tám mã ở vị trí top đầu. Ở vị trí top đầu đang là cuộc đua tám mã rất kịch tính. Đây, tất cả khán giả chúng ta không mùa ra sân. Vẫn là cuộc đua tám mã thật tuyệt vời. 100 mét nữa thôi, 100 mét nữa thôi. Chúc mừng ai đây? Chúc mừng ai đây? Bất chờ có lẽ là 3:34, có lẽ là 3:34. Rất nhanh, rất co đoán. Nếu như không nhầm thì 3:34 đã cán đích trước. Đúng là 3:34 đã cán đích đầu tiên. 3:34 là Lâm Văn Hàng, xã Tả Trải chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch năm nay. Vâng, thưa các bạn, thật là tuyệt vời. Đúng là vòng chung kết rất chất lượng và hết sức ý nghĩa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng chờ ý kiến của tổ trọng tài. Và sau phần công bố thì chúng ta sẽ đến với lễ vinh danh các tập thể cũng như là các tài người xuất sắc nhất, và chúng ta sẽ nhận dạng được nhà vô địch của giải đua ngựa truyền thống người Bắc Hà mở rộng lần thứ 15 năm 2022. Vâng, một giải thi đấu rất thành công, rất tuyệt vời trên cao nguyên Tráng Bắc Hà. Thưa quý vị và các bạn, buổi thực tập trực tiếp hôm nay do mình, vận viên Nguyễn Đức Mạnh và Hoàng Kim Dung của Trung tâm Văn hóa Bắc Hà, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Truyền thống Bắc Hà thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mùa giải năm sau. Và sau đây đương nhiên rồi, xin được trân trọng kính mời quý vị ta cùng đến với một lễ vinh danh cũng như là hội chợ ẩm thực huyện Bắc Hà đang được tổ chức hết sức chú đáo tại khu vực ẩm thực chợ Văn hóa Bắc Hà. Hello. Kính thưa quý vị các bạn, hiện nay ban tổ chức chúng tôi nhận được thông tin có một quý khách tên là Nguyễn Thị Minh Tuyết có đánh rơi một ví màu xanh rêu, trong đó có thẻ căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác. Vậy quý vị nào đã được xin liên hệ với ban tổ chức để gửi lại cho quý khách Nguyễn Thị Minh Tuyết, hoặc liên hệ với số điện thoại 0387 738 538. Vòng chung kết giải đua ngựa huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 15 năm 2022 đã xác định được nhà vô địch. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị sẽ đến với phần trao giải cá nhân cho các tài ngựa đạt thành tích xuất sắc nhất. Xin chúc mừng tài ngựa Nông Văn Kinh đến từ huyện Simacai đã xuất sắc đạt thành tích khuyến khích
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà sẽ trao giải khuyến khích cho đại người Lâm Văn Nghị đến từ huyện Simacai. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ trao giải nhì, giải ba cho đại ngựa Đàng Siêu Vư đến từ giải thưởng Hải Tàng Bố. Và xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Nam Tiến sẽ trao biểu tượng cho vận động viên Đàng Siêu Vư đạt giải ba. Xin trân trọng kính mời đại diện công ty. Kính mời đồng chí Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà sẽ lên trao hoa cho vận động viên đạt giải nhì và mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Don Chessin trao biểu trưng cho vận động viên Tráng Siêu Giờ đạt giải nhì. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy sẽ trao vòng nguyệt quế và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Cáp Treo Phan Xipang Sapa sẽ trao cúp và biểu trưng cho vận động viên Lâm Văn Hàng đến từ xã Tà Trải. Vận động viên xuất sắc đạt giải nhất tại vòng tại giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 15 năm 2022. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các đại ngựa của chúng ta đã xuất sắc đạt giải nhất, nhì, ba và tư tại giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 15 năm 2022. Vâng, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại ngựa. Trận đua ngựa rất là kịch tính. Đây là con ngựa đã giành giải vô địch ngày hôm nay, mang số 334 đến từ Tà Trải, Bắc Hà. Đây là con ngựa đã đạt giải nhất ngày hôm nay, 334, qua rất nhiều vòng đua đạt giải nhất. Xa Tà Trải đúng không anh? Tà Trải, Bắc Hà. Đứng xa cái đuôi nó ra nó đá một cái. Mình vừa quay xong cái giải đua ngựa Bắc Hà và đây là con ngựa giải nhất rồi. Mọi người thấy video hay thì cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ để video đến những người khác. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Thì video mình xin phép được kết thúc ở đây. Video tiếp theo thì mình sẽ đi quay một số cái món ẩm thực tại Bắc Hà. À, trong cái chương trình đua ngựa này thì có thêm một phần đó là du lịch về ẩm thực. Mình sẽ đi một vòng để quay cho mọi người xem về ẩm thực của Bắc Hà trong ngày đua ngựa ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người.